À, kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 24 tháng 6 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc đó là cái con 35 ở trên cái đại An Giang. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình sẽ dự đoán miền Nam ngày mai 24 tháng 6 trên đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Vĩnh Long mình dự đoán các cặp 36-63, Bình Dương mình là dự đoán các cặp 68-86, Trà Vinh mình dự đoán các cặp 58-85. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn chúc tất cả anh chị em nhiều may mắn trong buổi chiều ngày mai.